nóng bỏng lễ khai mạc World Cup 2022. Chỉ còn hơn một tháng nữa World Cup 2022 sẽ khai diễn. Đáng chú ý, nước chủ nhà Qatar đã chuẩn bị cho sự kiện này bằng một màn trình diễn hứa hẹn hoành tráng nhất lịch sử. Theo tiết lộ của tờ Marca, một trong những thời khắc được chờ đợi nhất của mọi kỳ World Cup chính là lễ khai mạc. Nhất là khi đây là World Cup đầu tiên diễn ra trong mùa đông, nên sự đặc biệt của nó cũng sẽ được tăng lên gấp bội. Theo kế hoạch, lễ khai mạc World Cup 2022 được tổ chức vào ngày 20 tháng 11 trên sân vận động Al Bayt ở thành phố Accra lúc 19 giờ giờ địa phương, tức 23 giờ Việt Nam ngay trước trận mở màn giữa đội chủ nhà Qatar gặp Ecuador ở bảng A. Sở dĩ World Cup khai diễn sớm trước một ngày so với lịch cũ từ ngày 21 tháng 11 đến 18 tháng 12 vì Qatar đã có tác động đến Liên đoàn bóng đá thế giới. Điều chỉnh lại thời gian diễn ra World Cup 2022 để họ được đá với tư cách chủ nhà cho trận mở màn vì theo lịch công bố trước đây. Giải bóng đá thế giới sẽ bắt đầu ngày 21 tháng 11 với trận mở màn là Senegal gặp Hà Lan, còn Qatar dự kiến chơi trận đầu tiên với Ecuador cùng ngày nhưng vào buổi tối, sau khi tuyển Anh gặp Iran. Sự điều chỉnh này sẽ đưa trận Senegal và Hà Lan đá vào 23 giờ ngày 21 tháng 11, còn trận Anh và Iran giữ nguyên lúc 20 giờ Việt Nam cùng ngày. Để chuẩn bị cho lễ khai mạc World Cup, ngoài những màn trình diễn pháo hoa được dự báo ấn tượng nhất, Qatar đang mời những ca sĩ và ban nhạc đình đám nhất thế giới tham gia trình diễn gồm các nữ ca sĩ Shakira và Dua Lipa cùng ban nhạc ban tuyển sinh từ Hàn Quốc. Sự hiện diện của các tên tuổi hàng đầu trong làng giải trí thế giới tại lễ khai mạc World Cup 2022 đang gây xôn xao cho người hâm mộ tại Qatar và toàn cầu. Vì điều này đã làm mọi người hình dung một màn trình diễn ngoạn mục nhất sẽ diễn ra như thế nào ngay trước trận Qatar gặp Ecuador để mở màn cho giải đấu. Tờ Marca cũng đánh giá, việc World Cup 2022 bắt đầu bằng một màn trình diễn âm nhạc hoành tráng cũng khác biệt hẳn so với nhiều kỳ World Cup gần đây thường nghiêng về các cuộc đồng diễn là chính yếu. Có thể thấy thông điệp từ World Cup 2022 cũng có phần ảnh hưởng từ quá khứ, với lịch sử các bài hát của World Cup được xem là một phần không thể thiếu và bắt nguồn từ World Cup 1962 ở Chile. Khi đó, người ta muốn ghi dấu ấn ở một kỳ World Cup không chỉ là các cuộc tranh tài trên sân cỏ mà còn là âm nhạc, biểu tượng cho từng thời kỳ của thế giới. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới từ Top Hot Channel.